15 loại thực phẩm không nên ăn vào buổi trưa giúp cơ thể tránh rượu rã, ế ỏi. Quý vị và các bạn thân mến, bữa trưa là bữa ăn quan trọng trong ngày để nạp lại năng lượng đã tiêu hao vào buổi sáng. Tuy nhiên, bạn nên chọn thực phẩm phù hợp để tránh cơ thể rơi vào tình trạng rượu rã, ế ỏi. Chuối. Những thực phẩm giàu magie như chuối, hạt bí đỏ và cá bơn có thể khiến con người có cảm giác mệt mỏi. Chuyên gia Napoli giải thích rằng khoáng chất này trên thực tế là chất làm thả lỏng cơ, thích hợp để ăn trước khi ngủ nhưng lại có thể ảnh hưởng đến năng lượng trong ngày của bạn. Bánh mì trắng. Nếu chọn những món ăn với lượng bột đường cao như bánh mì trắng và gạo trắng, thay vì loại nguyên hạt như gạo lứt, thì bạn đã không bổ sung đúng lượng thực phẩm cần thiết để giúp duy trì cảm giác no và tạo sinh lực tràn trề cho cơ thể. Chất bột đường có chỉ số đường huyết cao, không chứa nhiều chất xơ nên chúng dễ dàng bị phân hủy và bạn sẽ không được cung cấp nguồn năng lượng liên tục trong loại ngũ cốc nguyên hạt. Thịt đỏ. Những dạng thịt đỏ chứa chất béo cao như thịt bò và món hamburger có thể khiến bạn trở nên ế ỏi, đờ đẫn, cơ thể mất nhiều năng lượng để phân giải chúng, nên toàn bộ năng lượng đều tập trung vào công việc này. Thay vào đó, bạn nên ăn cá hồi nếu cần bổ sung thịt đỏ. Thức ăn nhanh. Nếu chỉ dùng một chiếc bánh hamburger với kích thước vừa phải cho bữa trưa sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tuy nhiên, khi đánh chén một phần thức ăn nhanh khổng lồ bao gồm bánh hamburger cỡ lớn với rất nhiều thịt, khoai tây chiên sẽ khiến bạn dễ đối diện với nguy cơ nhồi máu cơ tim trong tương lai. Ngay cả khi khoai tây chiên được quảng bá là không có chất béo chuyển hóa, món này cũng chứa quá nhiều calo dư thừa, không cần thiết cho bữa trưa. Thường xuyên dùng những bữa trưa như thế ngoài việc dễ tăng nguy cơ béo phì, còn sẽ khiến bạn khó tiêu và làm phần thời gian còn lại trong ngày của bạn chìm trong mệt mỏi. Sốt maizena. Có thể bạn không tin, nhưng sốt maizena lại là một trong những thực phẩm cực giàu năng lượng. Chỉ một thìa sốt maizena cũng có thể chứa tới 100 calo. Loại sốt ngon miệng này không chứa gì nhiều ngoài chất béo và cũng không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe. Tốt nhất bạn nên hạn chế ăn thực phẩm này vào bữa trưa. Quả anh đào. Nghiên cứu cho thấy quả anh đào và nước ép loại này là thực phẩm hoàn hảo để có giấc ngủ ngon vì chứa nhiều melatonin. Quả anh đào thực sự hỗ trợ điều tiết giấc ngủ nên là sự lựa chọn hoàn hảo vào bữa tối, nhưng không nên ăn vào giữa ngày. Theo chuyên gia dinh dưỡng Dalponali ở Mỹ. Mì pasta. Theo Freventeon, ăn một phần lớn món ăn này giúp bạn no nhanh và thỏa mãn với lượng carbohydrate tinh chế đầy đủ. Nhưng vì thiếu protein, nó có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chậm chạp và buồn ngủ vào buổi chiều. Súp rau củ. Súp rau củ không có protein, điều đó có nghĩa là nó không giúp bạn no lâu. Bạn sẽ bị đói trở lại sau đó một giờ. Lúc này, bạn cảm thấy thèm ăn các món không lành mạnh. Thay vì ăn súp rau như bữa trưa, bạn nên chọn một món ăn có protein nạc như thịt gà, cá hồi, thêm táo hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Thanh ngũ cốc. Có vẻ đây là bữa ăn nhẹ hợp lý đi kèm với bữa trưa. Tuy nhiên, chúng thường cung cấp ít giá trị dinh dưỡng. Nhiều loại thanh ngũ cốc phổ biến có hàm lượng đường cao, nhưng ít chất xơ và protein để giúp bạn thấy no. Nó thậm chí còn làm sụt lượng đường huyết, khiến bạn thấy đói ngay sau đó. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên không bổ sung bất cứ thứ gì ngoài calo rỗng vào bữa ăn của bạn. Không chất xơ, không chất đạm nên chúng cũng không thể giúp cho bạn cảm thấy no. Trà, cà phê. Trà và cà phê chứa nhiều caffeine nên sẽ khiến cho bạn trở nên mệt mỏi. Chúng chỉ cho phép bạn tỉnh táo từ 1 tiếng đến tiếng rưỡi, sau đó cơ thể sẽ tiếp tục mệt mỏi, hết năng lượng. Đồ ăn ngọt. Rất nhiều cô nàng văn phòng thường trữ bánh ngọt, đồ ăn ngọt, các món chứa nhiều đường, tiếp tục được đưa vào danh sách thực phẩm không nên ăn vào buổi trưa.
Bởi đường có thể kích hoạt insulin, kích thích não sản xuất ra nhiều amino acid tryptophan. Đây là hoạt chất khiến con người buồn ngủ nhanh chóng. Nếu cảm thấy đói thì chỉ ăn một lượng ít vừa đủ cung cấp năng lượng thôi nhé. Pizza. Pizza là món ăn nhanh có trong bữa trưa của nhiều người. Vỏ bột bánh màu trắng, nước sốt bao gồm đường, thịt được bảo quản với hàm lượng chất béo cao. Xúc xích, pepperoni, thịt hun khói, vân vân và có nhiều format chất béo cao. Nước sốt trộn salad. Có rau trong bữa ăn là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng là trộn chúng với nước sốt có nhiều caloria và chứa chất dinh dưỡng lại không hề tốt cho sức khỏe. Bạn nên chọn những thực phẩm khác nhiều dinh dưỡng hơn. Mì ống. Ăn một phần lớn món ăn này mà không có thêm chất đạm sẽ khó giữ cho dạ dày của bạn thỏa mãn vào buổi chiều. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, chậm chạp sau đó. Do đó, đây là một trong những loại thức ăn mà bạn nên tránh vào buổi trưa.